để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về, để mưa tôi ấm ấm bên mái hiên, để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà. Đường xa không sao ngăn nhưng bước chân trở về, để sau mưa đêm ấm bên bạn bè và bên ly trà đơm bên anh đưa ông thắm lên. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về, có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về, để hôm qua chưa xa cho ngày qua. À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin phép giới thiệu tới các bác một con đài bom bốc của hãng Victor. Mẫu này có tên rút gọn là Victor M1. Em nhớ không nhầm thì cái mẫu này em đã từng bán ít nhất là 2 chiếc ở trên YouTube rồi. Và đây là một chiếc kế tiếp. Có lẽ cũng phải bẵng đi vào khoảng gần 2 năm thì em mới có tiếp cái model này. Ở đoạn đầu video thì các bác thấy em đã test cái khoản thu sóng FM 108 trên con Victor M1. Đây là một cái mẫu bom bốc, nó có một cái thiết kế vuông vắn, trông nó khá là khỏe khoắn. Và thực sự mà nói sẽ rất là vinh dự cho ông nào đấy nếu như được sở hữu cái model này. Thứ nhất là giá thành nó hợp lý, thứ hai là cái chất lượng âm thanh nó quá xứng đáng với tầm tiền, và thứ ba đây là một cái thứ có cái thiết kế nó khá là thanh lịch, sáng sủa. Trước khi đi vào những cái đoạn test tiếp theo thì em cũng xin sơ lược một chút về cấu hình và tính năng để những bác chưa biết nắm được. Các bác thông cảm, em mới ốm dậy do vậy cái lưỡi của em nó hơi bị cứng. Do vậy là khi mà nói ở trên video sẽ có những câu, những từ nó bị dính, nó không rõ, mong các bác thứ lỗi. Con Victor M1 của chúng ta thì nó có bề rộng là 43 cm, tức là bề rộng của nó bằng đúng cái bề rộng của những con âm ly Cite cổ mà các bác đang sở hữu. Về cấu hình loa thì nó bao gồm 2 cái củ toàn giải kích cỡ là 8 cm, màng giấy, gân cao su, lỗ thông hơi được đặt ngay phía trước. Nó giúp chúng ta có một cái trải nghiệm về âm trầm khá là tốt. Ngoài ra thì nhà sản xuất họ cũng khá là ưu ái khi tích hợp sẵn những cái hiệu ứng music cài sẵn, cũng như là cái mạch tăng bass, và thậm chí cho phép chỉnh luôn cả bass track trên cái thiết bị này. Về tính năng thì nó bao gồm radio FM 108, đĩa CD, khe cắm USB và có tích hợp bộ nhớ bên trong với dung lượng bộ nhớ là 1GB. Sẽ có những dân chơi IT nghe nói cái bộ nhớ 1GB sẽ bĩu môi giải thượt ra, nhưng cũng là dân IT thì người ta thừa hiểu rằng thì mà là đối với những nhà sản xuất, người ta sẽ có những cái thuật toán để làm sao mà nén cái dữ liệu xuống. Tuy chỉ là 1GB nhưng có thể chứa được khoảng 200 bài hát đi ạ. Về hình thức con này thì nó cũng gọi là ở mức chấp nhận được. Hàng bãi khi về tới nó cũng có bị quăng ném, chẳng giống gì. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với phân đoạn test tiếp theo.
đó là đĩa CD. Thôi thì chúng ta cứ từ từ dần dần mà làm, tốc dục bất đạt. Vâng, đã tìm thấy đĩa CD. Và để play bên phần đĩa CD cũng như là chuyển về đĩa CD thì chúng ta ấn vào cái biểu tượng play ở trên cái remote học này. CD vậy thôi. Nói với các bác thế này, những cái thứ món đồ hàng bãi kiểu như con Victor M1 này, trước khi lên sóng em bỏ ra nguyên một ngày để test, chứ không phải là tào lao được đâu à. Sau khi những cái thứ liên quan đến yếu tố kỹ thuật nó đảm bảo rồi thì em mới cầm cái điện thoại lên quay. Như vậy thì là đĩa CD em thấy là chạy tốt đấy ạ. Nhưng em bảo nó hỏng rồi, để tránh những khiếu nại không đáng có. Cái bộ nhớ 1GB được tích hợp ở trong cái thiết bị này thì em cũng đã mò vào phần setup cài đặt để format định dạng lại. Cái đời chủ cũ người Nhật nó ghi cái tào lao mía lau gì đó em không biết, và nó hát tiếng Nhật thì đến bố em cũng chẳng biết nó hát cái gì. Chính vì thế là em đã format. Có một cái nhược điểm ở trên cái con Victor M1 này, đó là giao diện của nó trong phần menu setup nó hoàn toàn là tiếng Nhật nha. Và để hiểu được những cái chữ lằng ngoằng này thì bắt buộc người chơi phải có một cái chỉ số IQ tương đối tốt. Việc đầu tiên là download cái ứng dụng Google dịch về, việc thứ hai là bật mở ứng dụng lên để ở chế độ dịch trực tiếp từ tiếng Nhật ra tiếng Việt, dí camera của điện thoại vào cái màn hình này và chờ đợi cái bản dịch đó, rồi bám sát vào bản dịch để cài đặt theo ý mình. Bây giờ em sẽ chuyển về khoản bộ nhớ trong, hay còn gọi là memory. Để chuyển về bộ nhớ trong thì chúng ta ấn vào nút YouTube TV ở trên cái remote học này. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Em xin phép ấn nút pause tạm dừng. Bác nào đấy tỉnh mắt thì sẽ nhìn thấy là cái file nhạc mà em ghi vào bộ nhớ trong, ghi định mô, là một cái file MP3 với cái tần số lấy mẫu lên đến 192 kHz. Như vậy là bộ nhớ trong nó cho phép chép nhạc HQ, hay còn gọi là nhạc high quality, chất lượng cao vào bên trong nó nha. Ngô mướt say mãi quê, gió chiều chiều diễu mát, đàn trâu chậm ngoài
vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ và một dòng đò đơn vẫn neo đậu bên sông. Lang thang đi bốn phương trời này về sông quê tắm mát sông Lam biết khi mô cho cạn. Người ơi đục trong nhục vinh hỡi người. Và đối với bất cứ các bác, những bác mà tỉnh tai một chút ấy, có khả năng thẩm âm tốt, sẽ nhận ra ngay một điều là cái chất lượng nhạc khi mà ở cái tần số lấy mẫu là 192 kHz thì cái độ phân giải của âm thanh nó khá đấy ạ. Nghe đã, các giải âm nó đầy đủ căng nảy nha. Và chúng ta cũng đã test được thêm hai tính năng, đó là đĩa CD và bộ nhớ trọng. Xin lưu ý cái đoạn nhạc mà các bác vừa mới nghe vừa rồi là em ghi vào bộ nhớ trọng từ đường Lineaux này. Bây giờ em sẽ chuyển đến khoản USB nhỉ. Để chuyển về USB chúng ta ấn vào cái nút Net TV ở đây. Nhạc mà các bác nghe ở USB thì cũng do chính cái con đài này nó ghi ra. Nhưng mà trong cái lúc mà em ghi vào USB thì em ngu, em chưa biết chuyển nó về cái trạng thái tần số lấy mẫu 192. Các bác có thể thấy là tần số lấy mẫu đang ở 128 và rõ ràng là nhạc nó cái độ phân giải nó không được cao lắm đó. Do vậy là trong những cuộc chơi ghi thâu của chúng ta ấy, chúng ta phải linh hoạt, đầu óc chỉ số IQ nó phải khá hơn một chút thì chúng ta mới có thể ghi nhạc vào con đài này với cái chất lượng cao nhất có thể. Còn ghi dư lào thì thôi, em xin phép là em không hướng dẫn nữa vì video nó quá dài rồi nha. Về tự học tự nghiên cứu. Như vậy là chúng ta cũng đã test được 4 tính năng: radio, CD, bộ nhớ trong và USB. Bây giờ em sẽ chuyển đến cái mục cuối cùng. Các bác chờ em chút. Đó là đường Lineaux. Em đang cắm cái điện thoại của em vào cái ngõ AUX phía trước này. Và chúng ta sẽ test nốt cho nó chọn nghĩa vẹn tình nha. Chứ không phải bảo là cái thằng từ nó không test cái đường Lineaux, chả biết là về cắm vào có hát hay là không. Chuyển ở đây, bao giờ nó hiện chữ like là được nhá. Đường bây giờ đường vắng không anh đưa.
đường ngoài kia gió lạnh đầu mạnh, đêm ngày lôi thề chờ nhau một thoáng. Đường sương gió gót chân mòn trên lối nhỏ, vùng đầu trong sương lạnh, ôi đời sao quá trời vơi. Hàng cây già còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm, vô buồn ve sầu gọi nhau phượng nở. Hình bóng đó dấu xa rồi xin nhớ mãi, hẹn thề xưa năm nào anh còn nhớ hay quên. Còn thi. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã hoàn thành xong tất cả những phần đoạn test trên con Victor M1. Em xin phép rút nó ra nhá, cho nó gọn này. Trước đây em cũng đã từng có phân tích khá là kỹ về cái mẫu M1 này rồi. Có một cái điểm sáng ở cái ngõ kết nối phía trước này, các bác nhìn vào đây này. Tại sao em lại nói đây là cái điểm sáng? Cái ngõ line-in này, khi mà chúng ta đưa tín hiệu analog vào, ví dụ như lấy tiếng ở điện thoại hoặc là cây máy tính ấy, thì lấy tiếng ở lỗ phone của những thiết bị đấy thì người ta gọi là âm thanh thuần analog. Thì cái con đài của chúng ta nó sẽ tự động nhận biết đấy là âm thanh analog, và nó sẽ ra lệnh cho những cái con chip xử lý bên trong sẽ xử lý cái tình huống là âm thanh thuần analog đưa vào. Nhưng nếu như chúng ta có một cái máy nghe nhạc kỹ thuật số tương thích với thiết bị này cũng vẫn cắm vào cái lỗ này, thì con đài của chúng ta nó hiểu được rằng là cái thằng chủ của mình nó đang cắm vào đây một con máy nghe nhạc kỹ thuật số với nguồn nhạc chất lượng cao, thì ngay lúc đấy là nó sẽ ra lệnh cho những con chip xử lý giải mã âm thanh bên trong con đài này sẽ hành xử theo cái kiểu là thằng chủ nó đưa nhạc kỹ thuật số vào đây nhá. Và nghe nhạc kỹ thuật số với chất lượng cao ấy thì nó phê hơn là cái vấn đề đưa nhạc analog vào. Do vậy cái ngõ này rất quý nha. Quá trình đó nó diễn ra hoàn toàn tự động. Và cái đường out này là đường out xuất theo kiểu kỹ thuật số hoặc cũng có thể xuất theo kiểu analog, còn tùy thuộc vào cái thiết bị tiếp nhận nó như thế nào. Đó. Em giải thích như vậy các bác đã hiểu sơ sơ chưa? Bên trên này có một loạt những cái nút. Nói chung là khách hàng mua về tự nghiên cứu nhé. Chứ thằng chủ shop không phải lúc nào nó cũng cầm tay chỉ việc được đâu. Trên đời này tất cả những cái cuộc chơi ấy, chúng ta phải tự mày mò, tự nghiên cứu thì nó mới nhớ lâu, nhớ dai. Chứ bây giờ cứ cái gì không biết là rút điện thoại lên gọi cho thằng chủ shop rằng thì mà là em ơi nút này nút gì, nó mệt lắm. Còn có một cái ưu thế tuyệt đối ở trên con Victor M1, đó là nó xài điện 220V nhá. Đây là một cái điểm sáng đấy ạ. Do vậy là không có lo cái chuyện nó cắm lộn điện. Sử dụng điện 220V, yên tâm chưa? Về hình thức, như em nói ngay đầu video, nó có bị quăng ném. Đây, góc này nó hơi móp vào xíu này, chẳng giấu gì. Chảy vi chóc vẩy là có, nhưng mà hoàn toàn không bị bể vỡ gì. Gọi là chảy vi chóc vẩy. Chỗ này có hơi móp xuống xíu. Bây giờ em sẽ xoay đít ra này. Đây là đít. Quay sách còn đẹp.
dầu anten zin. Đây là đường nguồn AC 220V. Bác nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn, do shop em con này hẹo, rất hẹo, không có dây nguồn kèm theo, bác tự trang bị nhá. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số cái coi. Model RDM1S S tức là màu silver, màu bạc. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 23W. Số seri có đuôi 0605. Mẫu này được sản xuất vào năm 2009. Đít còn rất ổn nha. Thua gái 18 một chút thôi. Các bác sẽ thấy ngạc nhiên bởi vì vừa thấy thằng Từ nó đọc điện áp AC 100V. Thế mà nó lại bảo là cái đài này cắm điện 220. Là hà cớ làm sao? Thực ra ấy, trên cái mẫu Victor M1 này, nhà sản xuất người ta đã tích hợp sẵn cái đường chờ 220V. Khi họ bán ra thị trường ấy thì mặc định thị trường trong nước thì họ để ở cái điện áp 100V nha. Nhưng em biết con đài này nó có đường chờ 220V. Do vậy là em đã đảo qua cái đường chờ 220V đó. Và thế là con M1 của chúng ta cắm điện 220V, chứ chẳng có cái gì cả. Các bác hiểu ra chưa? Tức là nguyên bản là điện 100V, chỉ cần đảo qua cái đường chờ kia cái thì nó thành 220V. Vậy thôi. Và như vậy là em cũng đã hoàn thành xong tất cả những cái phân đoạn test, cũng như là cái phần trình bày dài thiền thượt, mỏi hết cả mồm. Sản phẩm mà em bán ra sẽ bao gồm con đài của chúng ta, tất nhiên rồi, và cái remote này. Trên remote có thể là chỉnh được bát, được check, chuyển qua lại các tính năng play stop rồi thì nọ kia, búa xua cũng nhiều đấy ạ. So với cả remote zin nó không thua là mấy đâu. Em dám chắc là trên toàn cõi lãnh thổ Việt Nam này cũng có khá nhiều ông hiện tại là đang sở hữu con Victor M1, nhưng không phải ông nào cũng có cái vinh dự được cầm trên tay một cái remote, cho dù chỉ là remote học của Trung Cộng như thế này nhá. Vâng, phần trình bày của em đến đây xin phép được dừng. Và tình yêu nào muốn ôm con M1 này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.